Theo thống kê, mỗi ngày tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là khoảng 800 tấn trên ngày. Tuy nhiên, chưa đến một nửa lượng rác đó được xử lý hợp vệ sinh bởi cơ sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ, trong khi một số dự án nhà máy xử lý rác thải chưa xây dựng. Thực trạng này dẫn tới có một lượng lớn rác đang bị ứ đọng tại các địa phương, cần phải có những giải pháp để xử lý. Bãi rác tập trung của xã Bình Minh, huyện Khói Châu là nơi chứa rác của 3 thôn trong xã đang bị quá tải từ nhiều năm nay, dẫn đến rác chất cao như núi, tràn ra cả lề đường và hệ thống kinh mương gần đó. Lượng rác ứ đọng tại đây ước tính khoảng hơn 1.000 tấn. Trong khi đó, mỗi ngày, xã Bình Minh có khoảng 3 tấn rác đổ ra đây. Nguyên nhân ứ đọng rác lâu ngày tại bãi rác là do rác không được vận chuyển đi xử lý. Hiện nay thì chúng tôi còn ứ đọng rất nhiều rác thải, khoảng trên 1.000 tấn mà chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu, mới cũng chỉ là phun chế phẩm và xử lý tạm thời, chôn lấp. Tình hình nó cũng rất là có cái nguy cơ ô nhiễm đến các cái nguồn nước cũng như là ảnh hưởng đến cái môi trường tại địa phương. Chúng tôi cũng mong muốn các cấp các ngành, đặc biệt là Ủy ban tỉnh sớm có cái chủ trương đầu tư nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh để sớm giải quyết các cái tồn tại về rác thải cho nhân dân các xã. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày có khoảng 170 tấn rác sinh hoạt trong tổng số 800 tấn phát sinh được xử lý bằng công nghệ đốt tại hai nhà máy. Trong đó, công ty Urenco 11 trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm tiếp nhận và xử lý rác 130 tấn mỗi ngày đêm. Nhà máy xử lý rác Dị Sử ở thị xã Mỹ Hào công suất 23 tấn mỗi ngày. Lượng rác thải còn lại tại các bãi rác từ các địa phương tự xử lý bằng các phương pháp khác nhau như chôn lấp, đảo trộn phun chế phẩm, che đậy để chống ô nhiễm. Ngoài khối lượng được vận chuyển bằng hai xe cuốn ép đi xử lý thì khối lượng rác tồn đọng tại các bãi rác của các xã thị trấn thì chúng tôi thường xuyên phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường kiểm tra khảo sát để xây dựng kế hoạch phun đảo trộn bằng chế phẩm MLV nhằm giảm thiểu thể tích lưu trữ rác, giảm ô nhiễm môi trường. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thì đến nay trên địa bàn tỉnh có 5 khu xử lý chất thải sinh hoạt có đơn vị chủ đầu tư, trong đó có 2 khu đã hoạt động, còn 3 khu đang trong quá trình triển khai xây dựng. Đó là khu xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường Công nghiệp TNT, dự án nhà máy xử lý rác thải Phù Cừ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Huy Anh, dự án nhà máy xử lý rác thải tập trung huyện Khói Châu. Trong đó, dự án nhà máy xử lý rác thải Phù Cừ trên địa bàn xã Đoàn Đào, diện tích 4,5 ha, công suất lò đốt 100 tấn mỗi ngày do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Huy Anh làm chủ đầu tư, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để xây dựng. Theo dự kiến, nhà máy sẽ vận hành lò đốt rác giai đoạn 1 vào cuối năm 2024.